của cho không bằng cách cho, thanh niên vào quán đua trend theo cách đặc biệt khiến cộng đồng mạng khen ngợi. Những chiếc trend bắn tim tại quán ăn luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì sự gần gũi thân thiện của nhân viên. Mới đây, một người đàn ông vào quán ăn đua trend bắn tim với nhân viên của quán, dẫu rằng quán đang rất đông và phục vụ nhiệt tình, nhân viên vẫn nán lại để phối hợp ăn ý với anh chàng. Thế nhưng điều bất ngờ là đây không phải là chiếc trend bình thường. Ngoài bắn tim ra anh chàng còn khiến nhân viên ngỡ ngàng khi truyền thêm vitamin tiền, khiến ai nấy cũng đều quên đi mọi mệt mỏi, tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Đoạn clip sau đó đã nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng, phần vì nhân viên quá dễ thương, phần vì cách tiếp văn minh lịch sự của người đàn ông. Chắc hẳn sau khi nhận được món quà này, cậu nhân viên sẽ cười cả tối vì quá vui đây. Của cho không bằng cách cho, xứng đáng nhận được 10 điểm thanh lịch. Quá chuẩn luôn! Đó giờ mình cũng tiếp mà chưa bao giờ biết cách này thật hay, đáng tôn trọng và học theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.